Cảm ơn chị, mình rất vui được host cái chương trình kết nối tại 21 giờ đêm và hôm nay là ngày thứ ba mấy chị, ngày 25 tháng 10 năm 2016 đó. Thì cái đề tài mà cái chủ đề của cái buổi hôm nay đó là không những chỉ nhìn về cái mặt nổi của cái tảng băng, vì cái người mà mấy anh chị đang trong màn hình đấy, cái bên tay phải mình, anh áo trắng, anh áo đen đó, thì cái anh áo trắng này là một hiện tượng mà lâu nay là một số mấy anh chị nói nhiều về chị Linh. Một số mấy anh em có thể nhìn những cái thành quả trong một thời gian ngắn đó, và mấy anh chị không biết được là đằng sau đó mấy chị. Và hôm nay đó, cái nhiệm vụ của mình cũng giống như là mình sẽ mang lại cho mấy anh chị những cái điều thú vị gì đằng sau cái câu chuyện thành công của Lê Chí Linh. Và một số mấy anh em sẽ đang ngồi ở quán cà phê mà mấy anh chị đang có mặt với em, thì một cách mình để mình nói xíu mấy anh chị ha. Lê Chí Linh tham gia vào cuối tháng 5 và hết tháng 5 đó thì trở thành executive, qua tháng 6 là trở thành emerald, tháng 7 là diamond, tháng 8 là blue diamond, và hiện nay đang là qualifying team lead, là mình chờ 6 tháng nữa để có thể chính thức là trở thành team lead chỉ trong vòng 5 tháng. Thành ra ở đây mấy anh chị này, một cái hiện tượng khi mà mình gọi đây là một hiện tượng thì cái sự thành công trong một thời gian ngắn nó tạo nên một vài cái cảm xúc mấy anh chị ha, và một vài cái suy nghĩ. Có thể một số mấy anh chị cũng giống như cá nhân mình, mấy anh chị mình rất ngưỡng mộ cái cố gắng, cái nỗ lực, và đồng thời cũng có một số mấy anh chị nhìn cái kết quả trong vòng một thời gian ngắn quá đó, thì một số mấy anh chị lại có một cái suy nghĩ là quá, cái gì cũng vậy mấy anh chị, nhanh nó là cái tốt, nhưng mà đồng thời nhanh cũng có nghĩa là anh này anh may mắn hay là anh có những cái tài năng như thế nào đó để có thể đạt được cái kết quả mấy anh chị. Nhưng mà ở đây mấy anh chị là mình muốn chia sẻ với mấy anh chị trong cái ngày hôm nay đó, là những cái thành quả nó luôn luôn nó đi đôi với những cái việc làm anh chị. Mà mấy anh chị biết là hồi Linh biết là một chú mới vào đó, thì khi mà chú nhìn tới Blue Diamond 12 người và 15 người là hàng ngang đó, thì chú nghĩ là chú chỉ làm trong một vài tháng. Giống như mấy anh chị nghe cái câu chuyện của những người lý Thái Lan đó, anh John gì của bên là một trong những người mà thương hiệu lý lớn nhất, khi mà anh nhìn vào đó, nó ở Blue Diamond 12 người đó, thì anh nhìn quanh trong gia đình ảnh, cô cậu chú dì bác còn đủ 12 người, và anh nghĩ là anh sẽ trở thành thương hiệu lý. Nhưng mà nó mất ảnh gần 5 năm 7 năm sau mới trở thành Blue Diamond. Anh thành ra ở đây mấy gì ha, nó không có đơn giản giống như mấy nhiều người nghĩ, mà cái 12 người, cái 15 người nó không đơn giản, và đó là lý do tại sao cái suy nghĩ là mình cần một cái thời gian rất dài. Nhưng mà ở đây đó, cái sự thành công của Lê Chí Linh chỉ trong vòng 5 tháng này, nó là một cái kết quả của một cái thời gian rất dài mình truy luyện về cái vấn đề kỹ thuật. Cũng giống như những cái quan hệ mà Lê Chí Linh trước đó mà chị ha, nó không phải một sớm một chiều. Thành ra hôm nay đó là mình rất vui là có Linh trở lại đó, để mà mình có thể mình đạp sau. Và mình muốn mấy anh chị đó chị ha, cố gắng làm sao đó mấy anh chị hiểu được là cái gì nó nằm ở trong đầu của anh chàng này, cái gì là cái tư duy, cũng giống như cái gì là cái mà Linh đã trải qua để có được cái kết quả ngày hôm nay mấy anh chị. Và mình nghĩ là chắc chắn những cái điều này một số mấy anh em có thể làm được, nếu mà chị hiểu được mà Lê Chí Linh đã qua để đạt được cái kết quả ngày hôm nay. Thật ra muốn bắt đầu đó, Linh có thể kể lại cái câu chuyện và một chút về cá nhân chút xíu Linh nha. Tại vì tôi nghĩ là Linh rất nhiều người muốn biết đó là Linh từ đâu tới, giống như những cái giai đoạn nào mà Linh đã trải qua để có được cái ngày hôm nay, cũng giống như có được những cái kiến thức và những cái vốn xã hội mà Linh có hiện nay. Linh có thể bắt đầu. Dạ. Xin chào chủ đinh với chào tất cả mọi người. Bắt đầu cháu làm về kinh doanh và bắt đầu hiểu về kinh doanh, bắt đầu tiếp xúc vào cái công việc kinh doanh ấy, thì đó là năm cháu bắt đầu lúc 18 tuổi, là khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì hồi đó bắt đầu cái công việc kinh doanh đó cũng xuất phát từ cái việc đó là mình vào thành phố Hồ Chí Minh học nhưng mình không có đủ về tài chính. Thì lúc đó mình phải đứng giữa hai cái lựa chọn, là bây giờ nếu mà mình đi học và thì mình sẽ không có tiền, nhưng nếu mà mình không học thì cũng không được. Nên là
À, mà bây giờ giữa lựa chọn vừa đi học vừa đi làm thì nó là một cái việc nó sẽ rất là khó. Thì vào cái thời điểm đó là năm 2006 thì cháu đưa ra quyết định đó là mình sẽ dừng lại cái việc học để mình tập trung vào việc mà kinh doanh. À, sau đó khi mà mình bắt đầu mình làm về kinh doanh buôn bán ấy, thì nó gặp rất nhiều cái khó khăn. Thì cháu cũng luôn hiểu được rằng là cái việc học đó là việc nó rất cần thiết. À, nhưng lúc đó cái cơ hội của mình để mà đến với việc học đó là việc rất khó. Nên là sau đó bằng cách đó là mình phải tự học. Thì từ đó cháu mới hình thành ra một cái việc đó là mình cần phải tự học. Và lúc đó bằng việc là mình không đến trường thì mình mua sách về để mình học về những cái khóa học ngắn hạn thì mình cũng học. Thì vào thời điểm đó thì mình có những cái thành công nhỏ nhỏ ở cái thời điểm đầu. Nhưng sau đó mình lại gặp rất nhiều thất bại. Đó là khi mà quy mô của mình nó phát triển, doanh nghiệp của mình nó bắt đầu phát triển lên, thì cháu bị gặp khó khăn trong việc về quản lý, khó khăn trong việc mà hợp tác với người khác. Đó là nó có rất nhiều khó khăn và sau đó cháu bị thất bại. Và vào thời điểm năm 20 tuổi thì mình rơi vào một cái lúc đó là cháu nợ, bị phá sản công ty và sau đó mình cũng nợ rất nhiều vào thời điểm 20 tuổi. Và thời điểm đó cháu cũng đứng đã giữa lựa chọn đó là mình sẽ đi nước ngoài để xuất khẩu lao động để làm ấy. Nhưng sau đó cháu lại nghĩ một cái việc đó là cái việc mà mình đi như vậy là nó không khác thì cái việc mình đang bỏ cuộc, không khác thì cái việc mình đang trốn tránh một cái thất bại ở đó và mình không đứng đối diện nó để mình khắc phục nó mà mình lại đang đi tìm một cái khác. Có nghĩa là mình đang đứng ở núi này và trông đi núi nọ. Thì lúc đó cháu mới quyết định là mình sẽ phải ở lại tại Việt Nam, mình thất bại ở đâu thì mình phải đứng lên ở chỗ đó. Thì sau cái lần đó mình học được, mình rút ra được những bài học đó là trong việc mình đối nhân xử thế, trong việc mà mình hợp tác với người khác, trong việc mình quản trị. Tức là mình học được rất nhiều cái bài học trong cái thời điểm đó thất bại đó. Sau đó cháu mới đi làm tiếp, đi làm thì cháu phục hồi lại, rồi sau đó lại cháu cũng lại gặp thất bại, rồi sau đó lại mới đi học những khóa học phát triển về bản thân đó vào năm 2009. Thì khi đó cháu mới đi học một cái khóa của Anthony Robbins về phát triển về tư duy, phát triển về con người. Thì lúc đó cháu mới hiểu rằng là bây giờ cái khi mà mình làm bất kỳ một việc gì thì mình phải có một cái mục tiêu nó rất rõ ràng. Và cái mục tiêu thôi chưa đủ mà mình cần phải có nắm được đó là cái sứ mệnh mình sinh ra trong cuộc đời này vì cái điều gì. Có nghĩa là mỗi con người chúng ta sinh ra đều phải có một cái giá trị, một cái lý tưởng. Và thời điểm đó là cháu mới bắt đầu xác định ra là mình phải đặt một câu hỏi cho bản thân mình ấy, là mình sinh ra trong cuộc đời này vì cái điều gì. Và cái niềm vui lớn nhất của mình bây giờ nó không còn phải là tiền nữa, bởi vì mình cũng đã từng kiếm được tiền. Nhưng khi mà mình có tiền, tại sao mình vẫn có rất nhiều cái phiền muộn, vẫn có rất nhiều cái mà mình cảm thấy nó đau khổ, nhiều cái mà mình cảm thấy nó không được, không phải thực sự là cuộc sống nó viên mãn nhất. Và mình thấy ra một cái điều là cái việc mà mình có tiền và mất tiền ấy, là chuyện nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng cái quan trọng mà mình vẫn còn có thể giữ lại đó là một cái giá trị của con người mình, đó là khi thời điểm đó là cháu thấy rằng là mỗi lần mình giúp được cho một ai đó thành công ấy, thì đó là lúc mình cảm thấy niềm vui và hạnh phúc nó lớn nhất. Thì khi mà bắt đầu cháu nhận ra được cái điều đó là mình phải tìm đến đó là cái lý tưởng, cái tại sao mình sinh ra trong cuộc đời này. Thì đó mình tìm hiểu được với cái sứ mệnh của mình, đó là khi mình sinh ra trong cuộc đời này phải hiểu được là cái giá trị mình để lại đó là gì. Thì sau đó cháu mới thấy rằng là cái việc mà mình giúp cho một người khác thành công đó là cái niềm vui lớn nhất của mà mình có được khi trong quá trình mà mình chinh phục những cái thành quả trong cuộc sống. Thì từ đó cháu mới xác định ra cho mình là khi mình làm, đặt cho mình cái mục tiêu gì đó thì mình phải quyết tâm làm một được. Cái thứ hai là đằng sau những cái mục tiêu đó là mình phải giúp được một ai đó thành công được, chứ không phải chỉ riêng một mình. Thì lúc đó sau đó cháu mới quyết định là cháu làm về lĩnh vực về giáo dục, là về phát triển những cái khóa học về phát triển bản thân ấy. Thì hồi đó là cũng bắt đầu là năm 2010, thì cũng là cái năm mà cháu gặp luôn cô Nga. Đó, thì cháu cùng với cô Nga làm được khoảng 3 năm, khoảng 2 năm ấy. Thì sau đó là cô Nga này, cô là năm 2012, thì cô Nga là cô quyết định là cô làm cùng với Nuskin. Đó. Thì lúc đó cháu cũng không hiểu về Nuskin là gì, cũng không hiểu nó như thế nào, mà nghe nó là MLM thì cháu đã cảm thấy là không có thích rồi. Và không hiểu là tại sao cô Nga là cô lại lựa chọn đi làm Nuskin. Thế là lúc đó nói chung là cháu cũng không quan tâm và cháu bỏ qua. Dù cô Nga cũng nói với cháu rất nhiều nhưng cháu cũng không quan tâm lắm. Và cháu vẫn đi theo cái niềm đam mê của mình. Nhưng đến năm 2013 thì lại cháu bị một cái khủng hoảng về truyền thông, về cái lĩnh vực về giáo dục của mình. Sau đó thì cháu mới quyết định sang Sinh. Sang Sinh sang vừa làm vừa học. Nhưng cháu vẫn luôn giữ một cái, cũng là cái mục tiêu của mình ấy, là mình thất bại ở đâu thì mình phải đứng lên ở đó. Thì đến năm 2014 thì cháu quyết định là quay lại về Việt Nam và mình lại xây dựng lại sự nghiệp của mình ở tại Việt Nam tiếp. Thì khi mà cháu quay lại thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Rồi lúc đó cũng gặp về nu spin nhưng cháu cũng không quan tâm lắm, cũng không không có tiếp cận, bởi vì lúc đó mình không hiểu được là nu spin là gì, không hiểu nu spin có những sản phẩm như thế nào. Rồi sau đó bắt đầu cháu mới làm về kinh doanh về Anh, cháu tập trung về chuyên sâu hơn và cháu phát triển về cái việc mà làm về agency, làm một cái công ty quảng cáo cho các cái doanh nghiệp ở tại Việt Nam. Thì trong cái quá trình mà mình xây dựng được những cái về marketing cho các công ty ở Việt Nam ấy, thì cháu tiếp cận được với rất nhiều cái doanh nghiệp và mình hiểu được là đằng sau mỗi cái doanh nghiệp nhìn bên ngoài rất phát triển nhưng bên trong nó rất khó khăn. Doanh nghiệp nhỏ có cái hay của nó, doanh nghiệp lớn có cái hay của nó, họ đều có cái khó khăn nhất định riêng của họ. Và gần như là họ có những người thì họ có rất nhiều tiền nhưng họ lại không có được thời gian, nhưng có những người thì vừa không có tiền mà lại vừa không có thời gian, và nguồn thu ban đầu thì nhìn bên ngoài thì nhìn cảm thấy rất lớn nhưng cái cốt lõi bên trong thì họ lại rất là thấp, có là cái lãi ròng mà cuối cùng đó, thì nó rất thấp và thường nó cũng sự bấp bênh. Thì và chính những cái thời gian đó cháu mới luôn suy nghĩ là làm thế nào mà mình có, nghĩa là cháu vẫn luôn thấy được là ở chỗ mà những công ty MLM nó có một cái hệ thống về trả thưởng, nó giúp cho chúng ta phát triển được cái doanh nghiệp nó tốt hơn và giảm thiểu được cái chi phí hơn. Chỉ có là mình làm sao để mình có được những cái công ty nào mà họ có một cái sản phẩm tốt, một cái sản phẩm chất lượng, cái hệ thống nó chuẩn đấy đó và nó bền vững, thì lúc đó mình sẽ làm thì nó sẽ ok hơn. Tức là trong đầu mình luôn muốn tìm được một cái công cụ nào nó có hội tụ đầy đủ một yếu tố như một công ty truyền thống, vừa là một cái công ty về nhượng quyền thương hiệu và họ vừa có thể áp dụng về thương mại điện tử và kèm theo đó là họ có áp dụng cái ML trong đó nữa, thì lúc đó nó sẽ giúp cho mình phát triển nó tốt hơn. Thì xuyên suốt mà cháu đi làm về agency đấy, để mong muốn là tìm lấy một cái công ty nào họ có một cái đầy đủ những cái yếu tố mà mình đã muốn, để mình dành hết tất cả tâm huyết, dành tất cả công sức của mình vào đó để mình đầu tư mình làm. Thế đến thời điểm mà khi mà cách đây là năm tháng trước, là vào thời điểm cuối tháng 5 ấy, thì cháu mới gặp lại cô Nga. Thì cô Nga lại tiếp tục nói về lúc đó cháu cũng không quan tâm, cháu trong đầu của cháu lại lúc đó cô Nga nói về câu chuyện của Vũ Đoàn, nói về câu chuyện này câu chuyện kia, thì trong đầu của mình là không muốn tiếp nhận những thông tin đó nên là cháu cũng bỏ lơ luôn, không có nói chuyện. Thì sau đó cô Nga mới nói là em có thể giúp chị chỉ cho Nam Phương về cái online marketing ấy, để biết về social media. Thì lúc đó đúng cái nghề của mình thì cháu cũng gặp, cháu nói chuyện, rồi bắt đầu cháu mới nói chuyện về Nam Phương và Tuấn Nam và hướng dẫn hai bạn về online. Thì bắt đầu cháu mới thấy rằng là ồ sao Nu Skin có sản phẩm thế này? Thì bắt đầu cô nói là bên nhà chị còn nhiều sản phẩm, là em chạy qua bên nhà chị đi. Thì sau đó em sang bên nhà của cô Nga đấy, em mới thấy là kem đánh răng, lăn khử mùi và rất nhiều cái sản phẩm khác nữa. Thì cháu thử ba cái sản phẩm đầu tiên là lăn khử mùi, kem đánh răng và sửa rửa mặt. Thì cháu về dùng ba cái sản phẩm này, đều là ba sản phẩm nó rất là tốt. Nó có nghĩa là trước giờ cháu cũng bán cái hàng nhập khẩu mà chưa thấy cái hàng nhập khẩu nào nó tốt như ba cái sản phẩm này. Thì lúc đó cháu quyết định, cháu hỏi cô Nga là bây giờ em muốn bán cái hàng này thì sao. Thì chị Nga mới đưa cho em về cái nói là em đưa cho chị chứng minh nhân dân là mở mã số là được. Thì em cũng đưa chứng minh nhân dân cho chị Nga và sau đó cô Nga mở cho cháu một mã số. Thì cháu bán, là cháu tập trung về cháu bán, có nghĩa là mình tập trung vô việc một việc duy nhất thôi, đó là mình bán hàng. Và sau đó về cháu mới gặp Tuấn Nam, là bởi vì nhà Tuấn Nam là gần nhà cháu mới hỏi là Nu Skin là có ngoài sản phẩm này còn sản phẩm gì nữa không. Thì lúc đó là Tuấn Nam nói là ở Việt Nam này có 100 sản phẩm và trên thì có 400 sản phẩm kìa. Thì bắt đầu cháu mới tìm hiểu, cháu thấy là có nhiều cái sản phẩm hay như thế này mà tại sao mọi người lại không bán. Thì lúc đó cháu tập trung vô việc mà bán hàng thôi. Và lúc đó trong cái mục tiêu, sau cái buổi đó về, là trong định hình của cháu là cháu mới hỏi là hỏi Tuấn Nam là ở Nu Skin là cái vị trí nào là vị trí cao nhất. Bởi vì cháu luôn có một cái là khi mà mình có, để mà mình có một cái mục tiêu mà mình phấn đấu, thì Tuấn Nam mới nói là team elite. Thì cháu mới hỏi là team elite là như thế nào. Thì Tuấn Nam mới nói là team elite có nghĩa là có 15 chân mà ở dưới mà họ là executive. Thì cháu mới hỏi là vậy thì trên team elite còn gì nữa không? Thì Tuấn Nam mới nói là có team elite platinum. Thì cháu mới hỏi platinum là gì? Thì Tuấn Nam nói là 16 chân là platinum. Có nghĩa là Tuấn Nam cũng chưa rõ lắm, sau này cháu gặp chú ấy, thì chú mới nói platinum có nghĩa là 1 triệu điểm bên dưới. Rồi sau đó thì cháu hỏi là thế tên team elite platinum là còn gì nữa? Thì Tuấn Nam bảo là team elite 4 star. Cháu hỏi thế 4 star có nghĩa là gì? Có nghĩa là có 4 ruby. Cháu nói cái này đơn giản quá. Có là vì lúc đó mình cũng chưa biết là trong này nó khó khăn như thế nào, cháu chỉ nói cái này thì dễ quá, có gì đâu mà không làm được. Thì lúc này cháu mới nói với Tuấn Nam ấy là
anh sẽ đặt mục tiêu cho cái lúc mà làm Nu Skin đây là mình chưa xác định về cái danh hiệu là gì cả, mà mình sẽ đặt một cái mục tiêu đó là ở Việt Nam doanh thu cao nhất của toàn Nu Skin là bao nhiêu. Thì lúc đó Tuấn Nam mới nói là à, cô Nga lúc đó cô bảo là ở Việt Nam đang đặt mục tiêu là 15 triệu đô. Thì cháu nói là vậy thì mình ba anh em mình ấy, là cháu Tuấn Nam và Nam Phương ấy, là ba anh em mình cũng đặt mục tiêu là mình phải chinh phục con số đó là 16 triệu đô, và sau đó có viết ra cái mục tiêu 16 triệu đô và cháu dán lên ở bức tường ở nhà và lên trên đó và đặt được cái mục tiêu đó là mình phải bán được 16 triệu đô. Đó. Thì sau đó cháu về cháu nói về tất cả những anh em mà đang làm quảng cáo như cháu đấy, thì cháu nói về tất cả mọi người là bây giờ thôi mình bỏ hết tất cả những sản phẩm mà đang nhập của Mỹ của Pháp này rồi của Thụy Sĩ, đó là mình bỏ hết tất cả những mặt hàng khác và bây giờ tất cả anh em mình sẽ dồn tập trung 100% lực cho việc mà bán hàng của Nu Skin, bởi vì cái sản phẩm của Nu Skin nó tốt quá mà mình không bán gì nó phí. Đó, thì bắt đầu cháu mới nói với mọi người là toàn tâm toàn lực dành hết tất cả sức lực của mình và tập trung vô Nu Skin, và cháu dừng hết tất cả những cái công ty về agency, và cháu cũng nói với anh em ở trong công ty ấy, là bây giờ hỏi tất cả khách hàng của mình, nếu khách hàng nào mà muốn lấy lại tiền thì mình sẽ trả tiền, còn khách hàng nào mà họ vẫn muốn mình làm thì mình phải chấp nhận mình làm cho xong trong 6 tháng là xong, nhưng mình phải dành tất cả tâm lực vô cái Nu Skin, bởi vì đây chính là một cái cơ hội, đây chính là cái mà từ trước giờ mình đang tìm kiếm một cái công cụ, một cái đối tác để mình hợp tác, và Nu Skin đây chính là cái nơi mà mình đã tìm được rồi, thì bây giờ mình phải dồn toàn tâm toàn ý vào đây. Và lúc đó cháu bắt đầu lên kế hoạch và cháu viết ra những cái tên hay là những người nào mà họ sẽ làm với mình, và sau đó cháu mời cháu nói với họ rất nhiều, cháu nói rất đơn giản là cháu thấy là Nu Skin có một cái sản phẩm rất tốt rồi, cái hệ thống có là cháu cứ biết đến đâu thì cháu nói đến đấy đó. Và cháu dồn được cái tiền đầu tiên là cháu gặp cũng khoảng 30-40 người, nhưng chỉ có 8 người là họ quyết định làm việc với cháu. Đó. Thì trong cái thời gian trong tháng đầu tiên đó, và cháu cùng với mọi người và cháu nói rõ với mọi người là bây giờ tôi cũng giống như bạn, là tôi cũng bắt đầu với Nu Skin và bắt đầu tôi thấy Nu Skin, và tôi đơn giản là tôi thấy đây là một cơ hội tốt rồi, thì tôi chia sẻ với bạn thì chúng ta cùng bắt tay vào làm, và đã làm là chúng ta dành 100% tâm lực vào đây và chúng ta dẹp hết tất cả những cái công việc khác, có là bỏ qua tất cả mọi việc khác, chỉ tập trung vào đúng Nu Skin thôi, bởi vì mình chỉ có một niềm tin và nghĩ rằng đây là một cái cơ hội cho mình thôi. Thì cháu kêu gọi mọi người, thì lúc đó mọi người cũng có 8 anh em là quyết định đi cùng với mình, còn những anh em khác thì họ nói là họ không thích Nu Skin và họ không muốn làm. Thì lúc đó là cháu nói là nếu mà anh em không thích làm Nu Skin thì ra là cái công ty ngoài, và cháu nhường hẳn cái công ty của mình đó, là cho hẳn cho mọi người đó luôn, chứ cháu cũng không có lấy đó, bởi vì cháu thấy đây là Nu Skin là một cái công cụ nó quá tốt rồi, mọi cái nó quá lớn rồi, và mình phải dành toàn tâm toàn ý, bởi vì mình muốn thành công trong một cái việc gì đó thì mình phải dành toàn tâm toàn ý thì mình mới có thể làm thành công được. Trong có một số bạn nói là em vừa có thể làm công ty của mình vừa làm về Nu Skin, thì cháu nói rõ cho bạn đó là anh đang có 3 trung tâm tiếng Anh, nhưng anh sẵn sàng anh cho người bạn của anh luôn, anh không cần một cái gì cả. Rồi công ty agency có khách hàng nền tảng đó, nhưng cháu cũng được luôn. Trong sẵn sàng mình không lấy bất kỳ một đồng nào để mình dành toàn tâm toàn lực cho Nu Skin. Bởi vì mình thấy được là ở cái tương lai Nu Skin nó rất là lớn, không chỉ ở mỗi Việt Nam, không phải 54 quốc gia đều đã có rồi. Hệ thống về công nghệ, sản phẩm, về nhà khoa học, về tất cả mọi thứ nó quá tuyệt vời như thế này mà mình không dồn lực thì đó là mình đang bỏ phí đi một cơ hội. Một cơ hội thì rất khó để mà mình có dồn toàn tâm toàn lực 100% trong đây lại. Và lúc đó mỗi ngày ấy, là cháu dành đến 18 tiếng để làm việc với Nu Skin. Và xuyên suốt 6 tháng nay ấy, là thay vì mọi người chỉ làm việc 1 tiếng, 2 tiếng thì cháu làm việc 18 tiếng, có là mỗi ngày cháu chỉ ngủ khoảng tầm 4-5 tiếng đó. Sinh hoạt cá nhân đó là và gần như là ngày giờ liên tục là cháu tập trung vào làm. Và mọi người nói là thế cái chuyện mà bạn gái cũng hy sinh hay sao, thì cháu nói là đúng 6 tháng này là cháu cũng phải chấp nhận chia tay với bạn gái của mình luôn. Có là bạn gái chia tay cháu cũng chấp nhận luôn. Bởi vì cái cơ hội mình đến mình thấy là nó quá lớn rồi, thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Có là nếu mà một người nào họ không hiểu được cái con đường mình đi, không hiểu về cái mục tiêu của mình, thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Và dù cái chuyện gì đến đi chăng nữa thì cháu luôn sẵn sàng chấp nhận điều đó, và cháu tập trung 100% tâm toàn ý và dồn hết lực và hy sinh tất cả thứ, chỉ tập trung vào một cái đúng skin. Thì và mỗi ngày làm việc đến 18 tiếng, ăn ngủ nghỉ lúc nào mình phải tập trung vào Nu Skin luôn. Bây giờ làm sao để phát triển? Nhưng khi mình phát triển, mọi người thấy là cháu lên Emerald, lên Diamond, rồi lên Blue Diamond ấy.
sao ta? Dạ chú nghe ạ. Chú nghe, chú vẫn còn nghe nhưng mà à, rồi. À vẫn à, thấy cái hình lại chứ. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Alo. Dạ. Thì lúc đó cháu tập trung vô thì cháu tập trung cháu làm đó. Và cháu sẵn sàng hy sinh hết tất cả mọi thứ để tập trung 100% toàn tâm toàn ý với Lục Kim. Và mọi người thấy rằng là mình lên Emerald rồi lên Diamond rồi Blue Diamond, mọi người cứ nghĩ là về cái sự thành công đó là nhờ vào cái online. Nhưng thực ra cháu thấy rằng là online nó chỉ là một cái công cụ rất nhỏ, nó là một phần thôi. Nhưng quan trọng đó là cái tâm huyết mình dành 100% thời gian trong đó. Và cái sự từ chối giống như mọi người khi mà làm về Blue Skin mà bị từ chối ấy, thì cháu thấy rằng là mọi người có thể là một ngày bị từ chối một lần, nhưng cháu bị từ chối cả hàng trăm lần. Nhưng cháu thay vì quan tâm đến những người mà người ta từ chối mình thì cháu chỉ quan tâm về cái việc là ai sẽ làm cùng với mình và ai làm với mình thì mình sẽ tập trung cho chăm sóc những người đó, chứ thay vì tập trung vào những người mà người ta không có nhu cầu hay là những người không cần thiết. Và đến bây giờ nhiều người vẫn hỏi là ồ tại sao lại cháu lại làm Blue Skin, thì cháu nói là đây là một cái cơ hội nó quá lớn này, tại sao lại không làm mà lại đi làm cái khác đó. Có nghĩa là mình thấy, mình nhìn thấy được cơ hội đó thì mình tập trung và mình nhìn thấy những cái điểm tốt, điểm hay của Blue Skin và mình tập trung vô cái công việc của mình và mình không quan tâm đến những cái lời từ chối. Và nhiều người họ cũng nói là sao cậu lại làm về Blue Skin này, Blue Skin nó là MLM mà nó là đa cấp mà tại sao lại làm. Thì cháu thay vì quan tâm đến những lời đó, cháu gần như gạt bỏ hết. Và cứ người nào mà họ có một suy nghĩ nào mà người ta có ý đồ mà người ta muốn phản đối là cháu cho sang một bên, cháu chỉ tập trung gặp những người nào mà người ta quan tâm mà thôi. Và thực tế ở trên mạng ấy, thậm chí có những người vào trong Facebook họ chửi mình, họ nói mình, nhưng cháu cũng không quan tâm về điều đó mà cháu chỉ quan tâm là ai đang làm cùng với mình và ai sẽ đồng hành cùng với mình và ai cũng sẽ phát triển với mình. Và trong 6 tháng qua mà đến bây giờ để có 15 chân cái executive và bên dưới mình cũng có những executive khác nữa ấy. Thì đó là cháu đã phải gần cả 1.000 người, gặp cả 1.000 người và cả tính đến đây là 1.000 người thì phải có hàng ngàn người từ chối, chỉ có được 15 người đồng ý và 15 người đồng ý đó là 15 người executive. Và cứ người nào đồng ý là cháu tập trung hỗ trợ chăm sóc và đào tạo huấn luyện hỗ trợ cho người này đến lúc mà họ lên executive. Và khi họ lên executive thì mục tiêu cháu là cháu phải giúp cho họ là phát triển một cách bền vững, chứ không phải là họ lên hôm nay để ngày mai họ rớt xuống, mà cháu luôn quan tâm đó là cái đội của mình là nó phải vững. Và executive là phải executive vững chứ không phải là executive không vững. Thì khi mà bây giờ cháu làm ấy, thì cháu cũng tập trung vô phát triển là khi mỗi người mà lên rồi thì họ phải lên cái nào là phải chắc cái đó. Có là thay vì là cháu trong một tháng họ lên executive ấy, thì cháu sẽ hỗ trợ cho họ theo từng bước là cái tháng đầu tiên họ là lo đó, sau rồi bắt đầu mình đào tạo để cho họ hiểu về sản phẩm, hiểu về hệ thống, hiểu về cái mô hình, hiểu về cái giá trị của Blue Skin rồi. Thì bắt đầu tháng thứ hai họ lại tiếp tục 1.000 điểm và tháng thứ ba họ tiếp tục 1.000 điểm. Và cái đội của cháu là tập trung vô việc bán hàng là chủ yếu. Bởi vì khi mà mình bán hàng tốt rồi đó thì mọi người sẽ hỏi là làm sao để cậu bán được như thế, thì lúc đó mình hướng dẫn nó sẽ dễ hơn. Tức là mình tập trung vô việc mà bán hàng trước là cái thời gian đầu tiên. Cái tháng thứ hai bắt đầu mình mới hỗ trợ cho họ về kỹ năng về quản lý, rồi kỹ năng quản lý xong bắt đầu mình mới hỗ trợ cho họ về kỹ năng về phát triển hệ thống. Tức là đến tháng thứ ba bắt đầu cháu mới hỗ trợ và hướng dẫn cho họ về cách phát triển hệ thống. Còn trong thời gian đầu tiên là họ phải hiểu về sản phẩm, họ hiểu về Blue Skin đã, thì lúc đó cái hệ thống của mình nó mới phát triển bền vững được. Thì đó là cái mà cháu làm ấy. Và cháu vẫn luôn tập trung vào việc đó là đào tạo cho đội ngũ. Bởi vì khi đội ngũ của mình đã có một cái tư duy tốt rồi, đã có một cái cách làm tốt rồi, có một sản phẩm tốt rồi, thì lúc đó đội ngũ của mình mới phát triển được. Và cháu vẫn luôn đưa cho mọi người đi theo cái hệ thống số 7 của OTG mình ấy. Là tất cả các sự kiện, tất cả những buổi hội thảo thì cháu đều cùng với đội ngũ của mình đều đi tham dự đầy đủ để mà mọi người cùng phát triển. Bởi vì mình chỉ tự do đó là khi mình dựa vào cái hệ thống số 7 của Blue Skin mình. Rất hay. Chú, một số mấy anh chị theo dõi những cái lời mà Linh vừa mới trình bày đó, thì trong những cái điều mà Linh nói mà chị làm việc 18 tiếng mỗi ngày mấy chị nha. Linh biết sao chú, Linh này đang có cô bạn gái thì phải mấy anh chị, và mình nhà chú nhìn trong 10 cái hình mà cô bạn gái chụp thì hình như chỉ có một cái hình đó là Linh nhìn vào máy ảnh, còn 9 cái hình kia còn lại là nhìn vào cái cell luôn. Anh thành ra có nghĩa là ngày anh tập trung làm việc mà có nhiều cái hình đó là chú nói với cô, với chú nói với mọi người đó là anh Linh này hầu như anh không quan tâm tới cái người bên cạnh mình cái tập. Thành ra ở đây là cái điều mà
mà mọi người đều thấy được anh chị hả, cái thành quả của Linh ngày hôm nay nó không phải là một chuyện dễ dàng anh chị, mà nó luôn luôn đi đôi với những cái giá mà mình phải trả. Và đồng thời ở đây đó, Linh đang nói về cái chiến lược, những cái chiến lược chiến thuật dài hạn, nó mang lại cái sự bền vững. Chú muốn trở lại cái chuyện này nữa Linh. Chú có nghe ở đâu đó, không biết là ai nói, một cái thời gian mà Linh ở Singapore đó, có thể nói là một cái thời gian rất khó khăn. Chú không biết là chú Nga, không biết là có thể là cô Nga hay là Tuấn Nam có nói với chú về những thời gian mà Linh rất cực, là gặp rất nhiều khó khăn ở Singapore, nhưng mà với cái tinh thần là mình phải cố gắng để học hỏi đó. Và chú cũng cần nghe cái câu chuyện đó, thì chú đánh giá, dĩ nhiên là mình gặp ai đó mình không có hiểu gì nó gì đó, mình đánh giá qua những cái câu chuyện này hay chị này hay cô này làm gì trong những lúc khó khăn, chứ không phải là những lúc người ta thành công hay gì. Và mình nhớ là chú nhớ là chú nghe cái câu chuyện đó, và cái đó là cái mà chú có thể cho Linh có thể cho mấy anh chị biết là trong cái thời gian mà những cái lúc mà khó khăn đó, Linh đặc biệt là chú nghĩ không có dễ dàng gì để một thân một mình có thể qua Singapore mà sống. Linh có thể kể được một vài cái câu chuyện trong cái cuộc đời của mình đã trải qua. Dạ, cái hồi mà cháu sanh sinh ấy, thì lúc mà cháu sanh sinh thì cháu không có một đồng nào trong túi cả. Và kể từ cái khi mà ngồi trên, nhưng cháu vẫn quyết định đi. Có là mình muốn tìm kiếm và học hỏi một cái điều gì đó ở một cái nơi khác ấy. Thì khi mà cháu sanh sinh là cháu cũng chưa hề có visa ở bên đó một cái dài hạn, mà cháu quyết định là nhờ người bạn của mình và mua một cái vé máy bay và sau đó cháu bay thẳng qua Sing luôn. Thì qua Sing là trên những con người cháu lúc đó là cũng không có một đồng nào cả, và khi mà xuống đến trên sân bay, trên máy bay đó thì cháu gặp hai vợ chồng Việt kiều người Mỹ. Thì sau đó cháu bắt chuyện và nói chuyện với họ, xong đến lúc mà xuống sân bay đó, thì họ mới hỏi là cháu về đâu. Thì họ hỏi cháu là về bằng gì đấy. Thì cháu mới nói là bây giờ em cũng chưa biết là về bằng gì cả. Thì sau đó họ nói thế là sao, nói dạ em cũng không có đưa tiền đi nữa. Thì xong bắt đầu cháu mới nói là thế anh chị cho em mượn 50 đô đi, xong rồi tối về rồi anh chị ra đây chỗ Marina Bay Sen ấy, rồi em sẽ trả cho anh chị. Thì sau đó là họ cũng qua cái buổi nói chuyện đó, họ cũng tin mình và họ cho cháu mượn 50 đô. Thì ra đến năm sau khi mà cháu ra Marina Bay Sen ấy, thì bắt đầu cháu mới cũng gặp gỡ ở trong đó, rồi cháu mượn tiền người này mượn tiền người kia, xong rồi cháu trả cho hai vợ chồng đó. Rồi sau bắt đầu cháu mới có thêm được một cái khoản tiền nhỏ nhỏ, bắt đầu cháu mới làm những cái dịch vụ ở trong chỗ Marina Bay Sen ấy. Thì ở chỗ Marina Bay Sen thì đó là một cái sòng bài nó rất lớn ở tại Sing. Thì mọi người thường hay ở đó là cái người mà người ta chơi bài ấy, thì người ta thường hay sẽ lười cái việc mà đi ra ngoài đi đổi tiền ấy. Thì cháu cầm cái thẻ visa của họ và cháu ra cột ATM và cháu rút tiền cho họ và cháu lấy một lần như vậy là 50 đô. Rồi khi mà đánh bài thì bắt đầu họ đổi tiền thì mình cũng lấy những cái làm những dịch vụ nhỏ nhỏ đó. Thì sau đó bắt đầu cháu mới có một cái khoản vốn nhỏ nhỏ. Khoản vốn là nhỏ nhỏ thì khoảng 400 đô là bắt đầu họ cầm, họ đánh bài họ thua đấy. Thì bắt đầu họ mới cầm đồ cho mình. Thì bắt đầu cháu mới xoay vòng từng cái để cháu có tài chính bắt đầu. Thì khi mà có tài chính thì bắt đầu cháu mới thấy là những người mà đánh bài đó là họ có một cái thẻ, mà thẻ đó đặt phòng khách sạn của Marina Bay thì nó chỉ có 99 đô thôi. Chỉ có những cái phòng là miễn phí. Thì cháu cũng quyết tâm là mình cũng phải có được một cái thẻ VIP như vậy để mà mình đặt phòng nói giá này. Thì bắt đầu cháu mới cũng trả về vô ngồi đánh bài với họ. Thì vô này như thế thì họ thấy là cái mà mình đánh là đánh dùng cho người ta, nên là họ thấy là cái phong thái của mình cũng giống với dân giàu ấy. Xong bắt đầu cái người mà dealer thì họ mới cộng điểm cho cháu và cấp cho cháu luôn cái thẻ VIP. Thì khi mà có thẻ VIP đó thì cháu ra đặt cái phòng khách sạn nó chỉ có 99 đô thì cháu bán lại 400 đô. Là cứ mỗi ngày như thế cháu lời được 300 đô thì đến đánh tiền phòng. Sau đó cháu mượn thẻ của những người khác nữa thì bắt đầu cháu bán cho người ta là cứ một phòng như vậy là 300-400 đô. Thì mình cứ lời 200-300 đô bắt đầu cháu có vốn. Khi mà có vốn thì bắt đầu cháu mới đăng ký một đi học ở cái trường Kaplan ở bên đó. Rồi sau đó cháu đi học những cái khóa học ngắn hạn. Đấy. Nhưng sau đó thì cháu cũng vì ở trong cái môi trường nó không tốt như thế nên sau đó cháu cũng bị thất bại ở trong đó, cũng đi chơi trong đó, bởi vì khi mình ở trong một môi trường đấy nó không tốt thì cuối cùng dần dần này mình cũng thành giống như họ luôn. Thì sau đó được khoảng 7 tháng ấy, và có những thời điểm là khi cháu mất hết rồi không còn gì nữa, cháu phải ra ngoài chỗ cái đài phun nước của Marina Bay và nằm ngủ ở đó mặc nguyên cái bộ vest,
ngủ ngoài đó xong rồi đợi sáng dậy đi về. Sau đến khoảng 7 tháng mà cháu thấy rằng là à, bây giờ mình ở đây mình làm, mình xây dựng được. Thế thì tại sao ở Việt Nam mình lại không làm được? Sau đó cháu mới quyết định quay trở về. Nhưng quay trở về thì cháu chỉ còn đúng 5 đô thôi. Nhưng cháu vẫn viết cho mình một cái mục tiêu ở trên cái bức tường ấy. Đó là 3 tháng nữa mình sẽ kiếm được 30.000 đô. Đó, 30.000 đô. Thì lúc đó cái người bạn gái của cháu mới nói là bây giờ tiền anh còn không có lấy gì mà 30.000 đô được. Mà hơn nữa là uy tín của anh cũng không có, rồi thương hiệu cũng không có, xe cộ không có, tất cả một cái là bằng con số 0. Thì làm sao mình có thể làm được? Nên cháu vẫn nói với bạn gái của cháu là nhưng anh tin rằng là chắc chắn anh sẽ thành công được. Nó không biết đó là ngày nào thôi, nhưng anh tin rằng là chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ thành công. Thì sau đó bạn gái cháu cũng rủ cháu quay lại xin để làm lại đấy. Nhưng cháu nói là không được, mình thất bại ở đâu mình phải đứng lên ở đó. Và anh không muốn mình trở thành một con người xấu như khi mà mình ở bên Sinh nữa. Bởi vì cái người bạn của mình như thế nào và môi trường mình sống như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến con người. Dù mình là một người bản lĩnh đến cỡ mấy, những cái môi trường xung quanh nó sẽ theo năm tháng nó tác động vô thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì sau đó cháu nhất quyết là cháu không quay trở lại Sinh nữa, và cháu lúc đó cháu thề là cháu sẽ không bao giờ quay trở lại Sinh nữa. Nên đợt vừa rồi cô Nga cũng rủ cháu đi Sinh tham dự cái sự kiện ấy, thì cháu vẫn nói là cháu không đi nữa, bởi vì cháu không muốn những cái hình ảnh đó, cái con người đó nó lại quay lại trong cái ký ức của mình, và cháu quyết định là phải xây dựng lại được sự nghiệp tại Việt Nam. Thành công đã thì lúc đó cháu mới tính tiếp. Và 3 cái tháng đầu tiên mà cháu làm đạt mục tiêu 30.000 đô đó vẫn không được, có là vẫn không đạt được cái đồng nào cả. Và sau đó bạn gái cháu mới nói là anh thấy không, anh đặt mục tiêu 30.000 đô mà có được đồng nào đâu đấy. Nên là cứ khuyên cháu là thôi tiếp đi, thì cháu vẫn là cho anh thêm một cơ hội nữa, một lần nữa thôi. Thì sau đó cháu đặt mục tiêu 3 tháng kế tiếp kiếm 30.000 đô. 3 tháng kế tiếp trôi qua lại cháu vẫn lại không đạt được, thì bạn gái cháu lại nói một lần nữa là anh đâu có làm được đâu. Lúc đó bạn gái cháu mới lấy cái tờ mục tiêu 30.000 đô của cháu đó mới gỡ xuống và giấu đi, bởi vì bạn bè đến rất là quê, bởi vì thấy ông này ông đặt mục tiêu mà ông chả cái gió thôi chứ ông không có làm được gì cả. Thì cháu về cháu mới nói với bạn gái là cái mục tiêu này em vui lòng em để đó cho anh, làm được hay không đó là việc của anh, thế là em để đó chứ em đừng có gỡ nó đi của anh. Sau đó cháu đi làm, bạn gái cháu lại ở nhà lại quay cái tờ mục tiêu đó lên. Thì sau đó cháu mới bức xúc qua cháu mới viết một cái tờ giấy ấy, là chữ bất khuất, và cháu dán ngay ở nơi chỗ bình nước ấy. Bình nước uống là cháu ghi một cái chữ đó là bất khuất. À, mỗi lần uống nước là cháu lại nhầm trong đầu là bất khuất bất khuất bất khuất bất khuất, và cháu nhầm liên tục, và để cho người bạn gái của cháu nói rằng á, bây giờ là em có gỡ cái mục tiêu của anh xuống thì nó vẫn luôn nằm ở trong tâm trí anh và không bao giờ anh từ bỏ nó ấy. Và sau đó cháu đặt mục tiêu 3 tháng kế tiếp, và 3 tháng kế tiếp lại cháu vẫn lại không làm được. Đấy. Và lúc đó bạn gái của cháu đã rất nản rồi và rất nhiều lần là quyết định là chia tay. Và cháu nói ok chia tay cũng được, nhưng mục tiêu này thì anh phải làm được chứ anh không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Bởi vì nếu mình làm một việc như thế nào thì đó là cách làm mình mà làm mọi việc. Và nếu mục tiêu này mình bỏ thì chắc chắn những mục tiêu sau mình cũng sẽ không bao giờ làm được. Bởi vì cái gì nó cũng sẽ luôn có khó khăn và cần phải có thời gian. Và sau đó đến tháng thứ 10 đấy, thì trong cái tháng đó là cháu bán được 60.000 đô, là được 1 tỷ 2 đấy. Và lúc đó bắt đầu cháu mới thấy rằng là à, cái sự kiên trì của mình, cái sự kiên nhẫn của mình ngày 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 đêm đó thì sẽ đến một lần, đến một ngày nào đó nó sẽ đạt được mục tiêu. Cái quan trọng đó là mình không bao giờ từ bỏ. Và cháu cũng thất bại rất nhiều lần trong 9 tháng đó, thất bại rất nhiều lần rồi phải gặp nợ nần, rồi gặp người này phản đối, người kia phản đối. Nhưng cháu vẫn luôn âm thầm trong cái tâm trí của mình là phải đạt được cái mục tiêu đó, và âm thầm tiếp tục làm, tiếp tục làm, tiếp tục làm. Và sau này cũng có khó khăn rất nhiều nữa, nhưng chỉ có một điều đó là cháu không bao giờ từ bỏ. Và khi cháu đã đặt cho mình một cái mục tiêu nào thì cháu phải quyết tâm nó làm một điều thôi. Giống như khi mà gặp cô Nga nói với cháu là em tháng này phải lên executive, thì trong đầu cháu là cháu nói là mình phải trở thành team lead, và cái đó là cái mình phải làm được. Và sau đó cháu về viết cho mình cái mục tiêu và cháu dán lên trên tường đó, là mục tiêu 16 triệu đô và team lead, và cháu quyết tâm phải làm nó bằng được ở tại thị trường Việt Nam đã. Và sau đó thì sau khi đến tháng thứ tư thì cháu đã qualify của team, tháng thứ năm là qualify của team lead, là cái tháng vừa rồi. Thì đó là cái mục tiêu mình làm và cháu phải quyết tâm làm mà được. Tại vì khi qualify team lead thì bây giờ làm sao để cái cháu đạt được qualify team, đến tháng 3 năm sau mà team lead mà mình phải có được 10 ngôi sao bên dưới. Đó là mục tiêu của cháu. Và trong cái năm 2017 thì phải có được cái 7 team lead ở 7 cái thị trường ở 7 nước. Đó là cái mục tiêu của cháu trong năm 2017.
tức là 2016 và cháu quyết tâm và cháu làm nó, và cháu quyết tâm là đến bây giờ là qualify là phải chờ 6 tháng nữa mới là chính thức. Ở đây là khi mình đã đặt một mục tiêu rồi mình phải theo đuổi nó bằng được, và dù bao nhiêu người phản đối đi chăng nữa thì mình phải đạt nó bằng được thôi. Đó là cái quyết tâm của cháu, mỗi lúc mà gặp khó khăn ấy, thì đều viết mục tiêu lên và có chữ bất khuất kèm với cả. Rất hay. Thiệt ra đó Linh biết sao, chứ nghĩ là Linh chỉ cần tìm đúng cái phương tiện. Một số mấy anh chị đang nghe chia sẻ hồi nãy, từ giờ mình hết khó khăn này đi qua khó khăn khác. Đây là những cái con người đang khao khát một cái cơ hội, đang khao khát một cái việc để mình có thể thay đổi cuộc đời của mình. Chỉ có một cái là trong cái môi trường ở một cái casino ở Singapore hay là trong một cái môi trường nào đó mấy anh chị, cái con người này không có thể thể hiện được và thực hiện được cái giấc mơ của mình, là tại vì cái môi trường và tại vì cái phương tiện đấy. Chú tin rằng với những cái đức tính và những cái nhân tố mà Linh đang có mà gì được truy luyện ở trong một cái môi trường mà mình có thể nói là đó là lý do tại sao nó là kim cương mà gì, nó khác cái thang buồn nó nằm ở chỗ đó mà chị trải qua quá nhiều khó khăn, chỉ cần một cái cơ hội để những cái phương tiện mà nó giúp cho mình đi xa. Nó cũng giống như chú rất tin chuyện mà nói về 16 triệu hay nói về 7 thì mình lý được 7 quốc gia, cái đó nó nằm ở trong tầm tay, mọi chuyện nó nằm ở trong tầm tay. Cơ hội nuôi sinh nó quá lớn và nó cần những con người có cái giấc mơ lớn. Thật ra cái điều đó là cái điều quan trọng hay gì. Chú xin tạm Linh ở đây để chú mở cái line này cho Nam Phương. Không biết là Nam Phương nói chú được Nam Phương à? Chú vừa mới mở cái line. Chú muốn nghe Nam dạ, Phương có thể chia sẻ về một vài cái việc làm mà mấy anh em trẻ hiện nay đó. Bây giờ đang bên kia là gần 10 giờ đêm anh chị. Cuộc sống mấy anh chị vẫn còn ngồi đó và mấy anh chị nhớ anh này làm việc 18 tiếng mỗi ngày. Thành ra Nam Phương có thể chia sẻ về những cái điều mà hôm nay đó Nam Phương chú muốn xoay quanh cái việc là những cái kết quả của Linh và của một số mấy anh bạn trẻ ở đây, nó không phải là một sớm một chiều, nó là một cái kết tinh của một cái thành quả cũng giống như cái sự học tập rất lâu dài. Thành ra có thể Phương làm việc kể cả với lại Linh và là một số mấy anh trẻ đó không phải điểm. Yeah. Ok Phương. Phương hình như là cái âm thanh nó bị gì Phương này. Ok Phương hả? Các Phương yeah. đang gặp vâng, cảm ơn chú Linh rất là nhiều, chào chú Linh, chào Linh và chào tất cả các anh chị em. Phương bị cái âm thanh đó không rõ. Phương có ngồi đó không Linh? Phương ngồi ngay chỗ đó hả? Dạ không chú ạ. Phương. Dạ Phương ở địa điểm khác ạ. Phương. Cái âm thanh nó hơi chỉnh đó. Bây giờ tạm thời có Tuấn Nam ơi, chú vừa mới mở, Tuấn Nam có thể chia sẻ chút xíu này. Tuấn Nam à, chú thấy có tên Trần Nam ở đây à, chú nghĩ là hay là Nam Trần nha. Ok, hold on Nam Trần. Nam Thần cả cuộc làm 18 tiếng. Phương cứ nói thử từ Phương ơi, chú nghe hình như cái giọng vẫn còn nhão. Có thể cái đường truyền nó không được tốt lắm. Nam đang ở đâu Nam hả? Nam bấm đi dưới bàn tay chú xem coi. Hôm nay mình đạt cái con số tham dự kỷ lục này. Để nói là... Lâu Phương. Hôm nay... Ok, Phương nói tiếp tục. Phương. Ok. Nam Trần. Rồi, ok, Nam ơi. Tú Nam. Tú Nam nói thử cái này. Có thử âm thanh đỡ hơn Phương. Lo Nam. Dạ. Rồi. Dạ, Uncle Dean. Ubi nghe. Ubi đây. Rồi, Ubi có thể chia sẻ trong
5 tháng làm việc với lại Linh đó, Chí Linh về một số em bạn trẻ đó, thì cái cường độ làm việc cũng giống như những cái kiến thức đó, chắc chắn nó không phải xảy ra một sớm một chiều, mà nó là cái kết tinh của bao nhiêu hả, bao nhiêu cái nỗ lực đang cố để làm việc. Dạ. Cảm ơn chú Đinh và dĩ nhiên là cảm ơn người anh, người thầy của em đã chia sẻ nãy giờ. Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trên buổi webinar ngày hôm nay. Thật sự thì trong khoảng thời gian mà từ ngày năm gặp anh Linh tới giờ thì đến thời điểm bây giờ vẫn không có đêm nào có thể thực sự ngủ ngon giấc được ạ. Đêm nào cũng theo kiểu là trong lòng mình lúc nào nó cũng canh cánh là mình phải làm. Năm nay là chưa bao giờ thật sự đặt lưng xuống mà ngủ mà có thể ngủ ngon giấc được. Cứ ngủ một xíu rồi lại 5 giờ dậy, xong lại 6 giờ dậy, xong lại 7 giờ dậy. Còn trong nguyên một khoảng thời gian đầu á là làm nhiều đến độ mà hai anh em là làm sáng mở mắt ra là 7 giờ và làm tới 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Và cứ đều như thế đến nỗi mà hai anh em ngồi vì phải hướng dẫn cho các bạn, vừa phải làm video demo, video chia sẻ về sản phẩm, rồi đến nỗi mà đêm 1-2 giờ rồi vẫn phải lên phòng karaoke trên lầu ngồi quay phim và quay qua quay lại. Anh Linh quay cho Bi và Bi quay cho anh Linh, và theo kiểu lúc mình đang quay thì mình cũng ngủ tại chỗ luôn. Thì cứ người này quay xong hỏi kia quay được không thì người này đang ngủ rồi, đâu biết gì nữa đó. Cho nên là em ngủ mới tiêu rồi. Là cứ phải coi đi coi lại. Nguyên cái khoảng thời gian đó là cứ làm việc đêm 1-2 giờ. Và để nói về chế độ rèn luyện á, thì mình ví dụ mình phải rèn luyện về cái cách mình chia sẻ nội dung hay là cái cách mình viết nội dung. Nhiều cái để mình có thể trau dồi kiến thức của mình thì vẫn thức đêm đến 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Vẫn ngồi đó làm việc và vẫn theo kiểu ngồi trao đổi qua lại. Và giống như cứ gọi anh Linh ơi, anh khoan hẳn ngủ nhé, em còn đang làm việc đây. Anh cứ đợi xíu em gửi để cho anh kiểm tra. Thì cứ 2 giờ rồi 3 giờ, nói chung là bây giờ Bi có cảm thấy là Bi quen ngủ cái giấc là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng và 3 giờ sáng và dậy đâu đó khoảng 6 giờ và 7 giờ. Hôm nào mà 11 giờ đi ngủ thì tự nhiên cái 4 giờ, 5 giờ bật dậy và thấy ô hình như mình chưa làm cái gì đó. Lúc nào trong lòng cũng cảm giác là phải làm một cái gì đó. Và bởi vì và đang nói về kiến thức á, thì thật sự là Bi nói là cái điều mà Bi học được từ anh Linh á, thì Bi có cảm thấy là sau bao nhiêu năm mình đi học ở nước ngoài, học cho nhiều vô, Bi đến lúc Bi về Việt Nam Bi về thì Bi thấy là hình như tất cả những gì mình học trên trường nó không cho mình được một cái gì hết. Tức là tất cả những cái Bi biết là tư duy vĩ mô, tất cả mọi thứ ok, nhưng cái thực tế là mình không hề biết. Nhưng mà khi mà gặp anh Linh rồi thì anh Linh phải cho Bi thấy là tất cả những cái thực tế là phải như thế này. Sách là một chuyện, sách học biết vậy đó, nhưng mà làm nó khác hoàn toàn, nó khác xa lắm. Và những thế kiểu là tại sao mọi người cứ hỏi là ngày nào anh Nam cũng phải đi nghe, bởi vì lúc đó Bi nghĩ đơn giản điều như này thôi, đã đi theo học là phải học, ngày nào cũng phải học, nghe đi nghe lại, cũng một nội dung đó mà cứ nghe đi nghe lại, nghe không biết bao nhiêu lần là thuộc lòng luôn mà vẫn phải nghe đi nghe lại. Bởi vì mình không biết được là đôi khi mình nghe nhiều quá mình chỉ mình thấm được cái gì đó, mình lại trau dồi thêm kiến thức cho mình một điều gì đó, đâm ra là cái trong đầu mình là cứ học đi học lại. Và tất cả những kiến thức anh Linh chia sẻ là những cái mà chưa bao giờ mình được học ở trong trường. Trong trường sẽ không bao giờ dạy cho Bi được điều đó. Và chỉ có đi qua học, bắt đầu là mình học trong lớp là một chuyện. Xong mình, như anh Linh nói là để học, để cách học tốt nhất á là phải đi hướng dẫn lại cho người khác. Thì trong khi mình hướng dẫn lại cho người khác á, mình cũng phải thật sự làm tốt. Bởi vì nếu mà mình hướng dẫn lại cho người khác mà mình làm không tốt á, thì tự nhiên mình sẽ lòi ra cái dở của mình. Thì nghĩa là mỗi khi mình hướng dẫn cho người khác là bản thân mình phải trau dồi để mình luôn luôn giúp đỡ người khác thành công tốt hơn. Và trong cái con đường đó là ngày ngày mình càng trở nên tốt hơn, mà đúng như cái điều mình mong muốn là bản thân mình ngày càng trở nên tốt hơn. Và ngoài ra là sau đó là môi trường là học tập. Sau môi trường mình đi thực tế, mình cũng phải ra ngoài nói chuyện, mình cũng phải đi chung. Giống như anh Linh, tức là những người mà nó làm chung với nhau đều hiểu là bình thường á, mọi người đã được bị từ chối một lần, hai lần, ba, bốn lần. Nhưng mà riêng Bi với anh Linh và chị Nam Phương, một số tất cả các anh chị em trong đội nhóm đã quá quen với việc bị nhận một ngày 100 cái từ chối là chuyện rất bình thường. Bình thường một ngày người ta ra đường gặp 5-6 cái no là người ta quải, chứ mà riêng Bi là Bi thấy một ngày Bi gặp 100 cái xe no, Bi thấy nó cũng rất bình thường. Nó bình thường đến độ giống như là từ chối càng nhiều mình càng khoái. Đến nỗi là như là cảm giác như là mình bị miễn nhiễm. Và sau đó thì được đi thêm một cái khóa học, tức là bản thân mình đã kiên cường rồi nhưng mình không biết giới hạn của mình đến đâu. Thì đó là luôn Bi lên luôn chia sẻ trên trang Facebook của Bi là cái khóa học nhà lãnh đạo kiệt xuất. Mà đó là một cái món quà anh Linh trao đến cho Bi. Bi học được trong cái khóa đó, và sau này luôn luôn Bi luôn cam kết là trong tất cả mọi khóa sau đó Bi đều phải đi để mình trao lại cái món quà này cho người khác. Thì khi mà đi vô cái khóa học đó, mình là biết là con người mình nó còn kiên cường hơn như thế nữa. Và có cái điều hay nhất trong cái khóa học đó là mình học được là mình bị miễn nhiễm với tất cả những tiêu cực. Có bao nhiêu cái thứ tiêu cực nó đập vào đầu mình gần như là mình không có cảm giác. Đúng nghĩa như là ra đường người ta nói sao kệ người ta, ai nói gì kệ, mình cứ một đường mình đi thôi.
có nói cỡ nào đi nữa nó cũng không thể nào vô đầu được. Ôi anh Nam ơi, làm không được đâu, cái này thất bại thôi, bỏ đi, đừng làm team elite nữa, bao nhiêu thứ. Rồi người xung quanh kêu là cái này khó quá, cái kia khó quá. Mình cứ một thẳng, mình cứ một đường mình đi. Ai nói gì mặc kệ. Đầu mình nó chỉ chứa toàn những thứ tích cực thôi, thì bây giờ những thứ tiêu cực nó không thể nào vào được nữa rồi. Không thể nào có cái chỗ nào cho cái tiêu cực trong người nữa rồi. Thì tức là cái con người chỉ trong vòng 5 tháng thôi là con người của Bi đã phát triển quá nhiều. Và mỗi mục tiêu anh Linh đưa ra là đều những mục tiêu mà mình nghe là mình thấy hết hồn. Nhưng mà mình càng hết hồn bao nhiêu á thì mình càng có ý chí phấn đấu bao nhiêu. Ngày xưa mình cảm giác giống như đặt mục tiêu lên Blue Diamond nghe nó bình thường, xong nó đặt mục tiêu cái lên Team Elite 4 năm sau. Xong rồi anh Linh Team Elite 10 sao mình nghe cái, thôi rồi anh Linh Team Elite 10 sao chắc mình phải đặt mục tiêu Team Elite 11 sao quá. Là tức là mọi thứ nó đều nó thúc đẩy mình hành động. Và đúng như chú Điên nói á, Bi đã từng nghe một câu chú Điên nói, nếu mà tối nay mấy anh chị mà ngủ ngon á, nghĩa là mấy anh chị thật sự chưa có đủ đam mê, chưa thật sự sống với những gì mình đang muốn. Chỉ khi nào mà ngủ không ngon mà cứ, nếu mà nói về chuyện ngủ không ngon á, cái, thật sự có thể nếu mà có bạn Tiến ở đây thì có thể hỏi câu chuyện của Tiến. Cũng y chang, Tiến thì khoảng tầm 1-2 giờ là Tiến sẽ đi ngủ, và 5 giờ Tiến ngủ dậy một lần, xong rồi 7 giờ Tiến dậy một lần nữa. Mà cứ hai anh em cứ như thế, tức là luôn luôn canh cánh trong lòng là mình phải dậy làm việc. Bởi vì mình biết là thời gian một ngày 24 tiếng của mình không đủ để mình có thể làm được hết tất cả những việc mình cần làm. Giống như Bi cái hay nói, nếu mà thật sự cho Bi gấp đôi thêm thời gian nữa, Bi cũng hy vọng là nó có thể gấp đôi thời gian để mình làm. Và như thế là mình cứ phấn đấu hàng ngày và cứ tiếp tục chạy. Và đó là những điều Bi đã học được trong khoảng 5 tháng qua. Ngày nó tới từ cái niềm đam mê đúng không? Tại vì cái vấn đề ở đây mấy anh chị, số mấy anh chị mới nữa, có thể mình đang nghe chương trình này thì hy vọng là mấy anh chị cũng có phải sợ là tại vì thấy mình làm 18 tiếng mỗi ngày. Ở đây là cái niềm đam mê, ở đây là cái vốn tích lũy bao nhiêu năm, bây giờ mình bắt được một cái cơ hội và mình cảm thấy là mình tiếp ngay cả cái giấc ngủ giống như Tuấn Nam vừa mới kể đó mình. Và đó là những cái điều mà mình sẽ cho một số mấy anh chị thấy được đó mình. Là cái kết quả cũng giống như là cái thành quả mà Linh và đội nhóm làm hiện nay, có thể nói là một cái điều thế giới chứ phải ở Việt Nam á vậy nha. Nhưng mà mình muốn cho mấy anh chị thấy là đằng sau đó mấy anh chị, đó là những cái nỗ lực không ngừng, đó là cái kết tinh của bao nhiêu năm mấy anh chị. Bây giờ chú muốn Linh nói sơ về cái khóa học đó Linh, khóa huấn luyện mà Linh đang làm với mấy anh em đó. Thứ nhất đó là cái mục tiêu của khóa học đó là gì, và trong cái khóa học đó đó, cái mà Linh muốn nhắm để cho anh em trang bị cho anh em đó là cái gì? Dạ. cái mà trong cái khóa leadership đúng không chú? Khóa nhà lãnh đạo kiệt xuất ạ. Đúng rồi. Cái khóa cũng dạ. Cái khóa là... cái khóa nhà lãnh đạo kiệt xuất ấy, bởi vì cháu thấy là như thế này. Có là mỗi con người chúng ta đều có một cái năng lực tiềm ẩn rất lớn. Nhưng và ai cũng có mong muốn mình thành công, nhưng vì là bao mấy chục ở trong một cái môi trường tiêu cực, bị quá nhiều cái tiêu cực ở trong cuộc sống ấy, nó làm cho mình không thể phấn đấu được và mình không thể vượt được qua giới hạn của chính bản thân mình, và họ luôn bị những cái giới hạn trong cuộc sống đó kìm hãm lấy con người mình và làm cho họ không phát triển được. Thì cháu sẽ nói về cái nguyên lý của khóa học này thông qua cái câu chuyện đấy. Có nghĩa là gần như là tất cả chúng ta đều muốn 5 giờ sáng mỗi ngày dạy chạy thể dục, và chúng ta cũng biết điều đó, chúng ta hiểu điều đó và chúng ta đều muốn điều đó. Nhưng tại sao có, thật ra mình có hỏi là có bao nhiêu người thực sự là 5 giờ sáng mỗi ngày có thể dạy chạy thể dục được? Thì con số đó con số rất ít, dù rất nhiều người hiểu và nhiều người làm cái điều đó, nhưng gần như là mọi câu trả lời đều là không. Có là mình sẽ không làm việc đó bởi vì thế này. Có là lúc đó là đúng, có là ví dụ như 5 giờ sáng cháu với chú cùng hẹn nhau là tối nay cháu với chú là hẹn nhau sáng mai 5 giờ sáng chú cháu mình đi thể dục. Nhưng đúng khoảng 5 giờ sáng ngày mai đó, thì mỗi buổi sáng mình tỉnh dậy là một cái tâm trí, một cái câu nói ở trong đầu của mình ấy, là đồng hồ đổ chuông ngắn về một bên nói là thôi dậy đi, 5 giờ sáng rồi, dậy chạy thể dục. Nhưng một bên thì sẽ nói là mệt quá rồi ngủ tiếp đi, và một bên thì nói là thôi dậy đi, một bên thì bảo là thôi mệt quá rồi ngủ tiếp đi, thôi mai chạy cũng được. Đó là cái hai cái câu nói nó sẽ lặp qua lặp lại, lặp qua lặp lại. Và thường thì cái tiếng nói của mình đó là ngủ tiếp đi vẫn chiến thắng, và mình không thể vượt được qua được. Thì đó là cái tiếng nói của tiềm thức. Còn cái nhận thức của chúng ta biết là phải dậy, nhưng tiềm thức của chúng ta, tiềm thức là mệt quá là thay ngày mai đi. Tiềm thức của mình đó là tiềm thức của sự trì hoãn, tiềm thức của sự sợ hãi, tiềm thức của sự lo lắng.
loạt cái tiềm thức tiêu cực đó nó kìm hãm lại con người mình. Và thì cái yếu tố để giúp cho mình quyết định để mình hành động một cách mạnh mẽ đó chính là cái tiềm thức của mình. Và thì bây giờ mình muốn đội ngũ của mình và những người làm cùng với mình họ phải có một cái tiềm thức đủ mạnh, thì đó là mình phải giúp họ phải phá vỡ được cái tiềm thức đó đi và thay thế một cái tiềm thức tiêu cực đó thành tiềm thức đó là tích cực. Thì trước khi đến với khóa học, mọi người cũng hiểu New Skill làm cơ hội rất lớn, biết nó rất tốt, biết sản phẩm rất tốt, hiểu sản phẩm rất tốt, nhưng vì một cái tiềm thức đó là sợ bị từ chối, sợ bị người ta nói, rồi sợ bị người ta chửi, rồi cũng là họ có một cái loạt nỗi sợ và làm cho họ dẫn đến cái tình trạng đó là họ trì hoãn, họ không dám giới thiệu cho bạn bè, họ không dám nói cho mọi người hiểu về giá trị sản phẩm, và có là họ có quá nhiều nỗi sợ đó làm cho họ không có dám hành động. Thì khi mà cháu đưa cho mọi người đến với cái lớp học này để giúp cho mọi người là chuyển từ cái nhận thức muốn, biết hiểu muốn nó sang thành về cái tiềm thức và họ cài đặt lại cái tiềm thức của mình. Nên là tại sao khi mọi người học xong cái khóa học đó, mọi người đều có thể làm việc được 18 tiếng một ngày, có bạn nói chung là các bạn sẽ làm việc ngày đêm và tập cũng sẵn sàng nói, giống như là bạn bè của cháu nói là có sao thầy nào cho đó cứ gặp anh nam gặp nam gặp một người nào đó hỏi là ví dụ như thấy da mặt của họ hơi nhăn nhăn ở cái khóe mắt rồi nói à mắt của em như thế này là mắt của chị như thế này là phải dùng chú phây rồi, thì khi mà gặp cháu cháu cũng nói là à mắt của em thế này là phải dùng chú phây rồi, thì họ cũng nói là sao ông Nam cũng nói thế, gặp Tiến cũng nói thế, rồi gặp ông Linh cũng nói thế, gặp thầy nào cho đó mấy thầy trò đều có thông điệp. Rồi hay là khi mà cháu thấy là da họ của họ xám xám hơi hơi cũng là căng thẳng mà nó không được sáng sủa ấy, thì cháu nói là anh là chắc là suy nghĩ cũng là sức khỏe trong người không được tốt đúng không, đấy, buổi sáng anh dậy anh đêm anh ngủ không được đúng không, thì họ nói đúng rồi, thế là anh phải uống R2 của bọn em rồi. Hỏi R2 là gì, xong rồi gặp Nam gặp người đó Nam cũng nói là anh là phải uống R2, rồi gặp Tiến cũng nói uống R2, tức là bọn cháu ở luôn trong một cái tâm trạng là lúc nào cũng sẽ quan tâm đến khách hàng và luôn luôn quan tâm là họ với cái tình trạng sức khỏe của họ thì họ nên dùng sản phẩm gì của mình và đi đâu cũng bán hàng. Có là cái việc mà mình bán hàng nó nằm ở trong cái tiềm thức của mình, nó là một cái điều giống như một phản xạ tự nhiên ấy. Có là mình nhìn thấy ai là mình nói là à cái người này nên dùng sản phẩm gì, người này nên dùng sản phẩm gì, à và người này có nên làm với mình ấy không, người nào có, có là mình liên tục cái điều đó, nó có là ăn ngủ nghỉ lúc nào cái new skin nó cũng nằm ở trong con người mình ấy. Thì đó là cháu giúp được cho cả cái đội ngũ của mình sau khi đi học khoa học đó đều ở một cái tiềm thức đó là sẵn sàng làm và không có một cái nỗi sợ gì, không có một cái lo lắng gì mà để tiếp tục chiến đấu và không ngừng nghỉ, không sợ hãi, không lo lắng. À, thì đó là cái mục đích của cái khóa học leadership. Dĩ nhiên là một số mấy anh chị mà tuổi lớn hay là tuổi mình chắc chắn là mình nghĩ là có mấy anh chị chắc là mình sẽ không làm được anh chị. Đây là những người trẻ, nghĩa là cái rất cần những người trẻ rất cần được trang bị những cái tư tưởng như vậy và cái nhóm của Linh mình cũng giống như những cái việc mà anh Lê chỉ nên làm rất thích hợp vì nó là một trong những cái phương tiện để có thể tiếp cận cái gì đó, dùng social media, dùng online marketing, dùng cái cách bán hàng online đó để có thể tiếp cận ra thế giới, để có thể đi xa hơn, cao hơn, nhanh hơn. Và mỗi người mỗi cái phương tiện anh chị, chắc chắn một số mấy anh chị không thể nào mình không biết gì hết và bây giờ cũng muốn làm giống như Linh thì mình nghĩ là cái việc đó nó không phải là cái việc anh chị làm, tận dụng cái thế mạnh của mỗi người anh chị, mỗi người có cái thế mạnh riêng. Và cái thế mạnh của Lê Chí Linh cũng giống như một số bạn trẻ bao nhiêu năm là những cái phương tiện gì, đây là một thế hệ thiên nhiên kỹ, người ta muốn tận dụng những cái phương tiện mà cái kỹ thuật của thế kỷ 21 nó cho phép, đó là cái phương tiện về internet, đó là phương tiện về công nghệ. Mình muốn chú muốn mở lại cái line này cho Phương, chú Phương Hà, Phương tự nói được không? Alo, cháu chào chú đi. Hoa hay rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Chào chú Điên, chào thầy, chào tất cả mấy anh chị em ở trên webinar. Dạ. Dạ, thật ra mình cũng hơi gần hết thời lượng của webinar đó, cho nên là chắc chỉ có một vài cái chia sẻ thêm trước khi mình kết thúc chú Điên kết thúc. Thì giống như là nãy giờ Linh với lại Tấn Nam chia sẻ đó, thì cháu nghĩ chắc là ông là mọi người cũng hiểu ra, giống như chú Điên vừa kết luận giùm mọi người đó, là thật ra cái mạng xã hội hay là cái internet marketing hay là online marketing có rất là nhiều tên gọi dành cho nó, và thật ra nó cũng chỉ là một cái công cụ. Và cháu rất là thích cái cách mà lúc trước Ronnie ở OTG Indonesia có chia sẻ về hệ thống số 7 đó, cháu thấy nó cũng chỉ là một công cụ giống như hệ thống số 7 thôi, và nó là một cái công cụ mà nó có khả năng là khuếch tán, nó khuếch đại,
những gì mà chúng ta làm. Ở đó Ronny dùng cái từ tiếng là amplifier, là ví dụ mình bỏ vào đó một thì mạng xã hội hoặc là hệ thống số 7 có thể giúp mình nhân lên 2, nhân lên 5, mình bỏ vào đó 5 nó có thể giúp mình nhân lên 20. Và đương nhiên nếu mình bỏ vào đó 0 hoặc là rất là gần với 0 thì kết quả của mình ra nó cũng không bao nhiêu. Cho nên nếu mà nói về cái bài học lớn nhất cháu học được từ Linh và mấy anh chị em online đó, trong vòng 6 tháng vừa qua thì chính là cái sự cam kết và có thể nói là cái tinh thần làm việc gần như là xả thân gần như là xả thân của mấy anh chị em và nó là một cái không đúng là động lực, nó cũng là cảm hứng. Cháu nghĩ là cho bản thân cháu cũng như rất là nhiều người khác để mình đồng hành chung với một cái tinh thần giống như vậy. Và lẽ nhiên là cái mạng online, mạng xã hội nó cũng không phải là một cái liều thuốc gì nó kỳ diệu. Đúng là khi mà tụi cháu làm mạng xã hội hoặc là làm online nó cũng gặp rất là nhiều thử thách và khó khăn. Không phải là ai làm hay là ai bắt đầu làm thì cũng thành công rực rỡ trong vòng một thời gian rất là ngắn. Thật ra tất cả những cái thành công mà mọi người nhìn thấy của Linh rất là nhanh trong một cái thời gian ngắn đó, đó là bởi vì Linh đã tôi luyện, đã chuẩn bị rất là kỹ, đã luôn luôn tìm kiếm ở trong vòng 5 năm qua. Và bây giờ giống như chị Linh nói là cá gặp nước thì đương nhiên là vùng vẫy thôi. Cho nên cái cuối cùng cháu muốn xin phép chia sẻ là rút cuộc lại đó, thì công việc kinh doanh của chúng mình ở Nu Skin nó vẫn là công việc kinh doanh với con người. Và cháu nghĩ là cái thông điệp này không thay đổi, nó vẫn là people business. Những cái hình ảnh mọi người thấy từ cháu làm online thì mọi người cũng sẽ thấy là 80% thời gian của cháu là dành cho những cái công việc và những cái hoạt động offline. Tại vì thật ra cái mạng online và mạng xã hội nó cũng chỉ là một cái kênh cộng thêm để mà mình chạm đến nhiều người hơn, mình đưa cái thông điệp của mình đến nhiều người hơn, và mình tìm kiếm được nhiều người phù hợp với mình hơn. Và cái sự phù hợp này nó ở trong cả hai khía cạnh, phù hợp trong cái khía cạnh là sản phẩm, tức là những người nào mà thật sự có tài chính và có nhu cầu dùng sản phẩm thì mình tìm đến một cái hiệu quả hơn, và cái phù hợp thứ hai là phù hợp ở trong cái kiểu là những anh chị em nào đang thật sự đi tìm kiếm một cái phương tiện kinh doanh thì mình cũng tìm đến được với họ một cách hiệu quả hơn thôi. Và nó cũng chỉ là cái đầu nối đầu tiên, và 80% những cái nỗ lực và công sức và thời gian nó vẫn nằm ở việc là chúng ta kết nối với họ qua điện thoại, chúng ta gặp mặt họ ở bên ngoài. Và ngay khi chúng ta có những người muốn đồng hành rồi, 80% cái thời gian và công sức và nỗ lực nó cũng nằm trong những cái buổi hội thảo và những cái lớp học, những cái lớp đào tạo huấn luyện đó mà tụi cháu tổ chức định kỳ. Trước là mỗi tuần, cái thời gian đầu á, mỗi tuần là tụi cháu làm một cái hội thảo, Linh là người cầm cờ chạy trước, tất cả mấy anh em là đều phải chạy theo hết. Là mỗi tuần làm hội thảo, lúc mới đầu nghe cháu cũng hơi choáng, cháu bảo là trời, mỗi tuần là làm hội thảo và lớp học sao làm nổi. Nhưng mà Linh bảo không sao, cứ làm đi. Thế là tất cả mọi người đều phải chạy theo Linh hết. Lúc đầu thì tụi cháu làm là mỗi tuần một hội thảo và làm liên tục như vậy trong vòng 4-5 tháng, mãi gì thực ra tới là 2 tháng gần đây á, tụi cháu sau khi mà đã có một đội nhóm tương đối lớn á, thì mọi người mới tương đối là giảm tốc độ lại để mà tập trung xây dựng cho đội nhóm vững và đi cùng nhau nó đều. Phương chú muốn đổi qua cái panelist, không biết là Phương có tiện để có thể thấy được cái video này, tại vì thiệt ra mình rất muốn Phương close cái buổi hôm nay này, để đúc kết, để wrap up cái buổi hôm nay này. Với tư cách là một người bạn trẻ có cái nhìn rất lớn về cái cơ hội kinh doanh và đồng thời cũng là người cộng tác rất chặt với lại Lê Chí Linh với lại một số mấy anh bạn trẻ đó, để có thể thấy được rõ hơn cái bức tranh tổng thể về cái đề tài ngày hôm nay mấy anh chị. Phương ơi, không biết là Phương cái micro chú không thấy, chú vừa mới đổi qua panelist đó, thành ra sorry, tại vì mình vừa mới đổi qua thành ra Phương hả? Sorry, chú vừa mới đổi Phương qua panelist tự nhiên nó mất cái tí. Ok, mình chỉ cho mình một giây nha. Không hiểu sao mình đổi Phương qua panelist chứ là Phương là bị gì. Ok, Phương có thể nói ở đâu đó hay Phương biết chú mấy chữ cơ. Ok mấy chị, nhưng mà trong lúc chờ đợi đó thì có thể bây giờ Linh muốn hỏi Linh câu chót thôi. Linh có thể mình đúc kết cái đề tài ngày hôm nay đó, đương nhiên nó chỉ là một cái khía cạnh, cái đề tài ngày hôm nay nó chỉ là một cái khía cạnh rất nhỏ mấy chị. Nhưng mà đồng thời nó sâu sắc ở cái chỗ đó là mình muốn mấy anh chị trong một tiếng đồng hồ vừa rồi đã quay thì cái gì nó nằm ở trong đầu của anh. Cái ở đây mấy chị, đó là cái ý chí
đó là những cái thử thách, những cái dấn thân mà từ năm 20 tuổi mà vậy nha. Những cái con người mà mình, những người trẻ của mình ở tuổi 20 mấy anh chị không có những cái dấn thân như là mấy anh chị vừa mới nghe, và đồng thời có những cái sự kiên mình cương quyết mà vậy về những cái bất khuất mà mình có thể mình phù hợp với mình qua. Và từ đó thì mới đồng hành chúng ta những cái bất khuất anh nói, cái đó là cái điều mà mình mong là một số mấy anh chị nên để ý tới mình. À, Phương chờ chú chút xíu nha, chú muốn wrap up cái bữa hôm nay cho nó mạnh rõ cái thông điệp đó. Bây giờ Linh có thể cho mấy anh em trẻ đó về cái hy vọng qua cái cơ hội này. Chắc chắn là mấy anh em mình không bao giờ nói là nuôi sinh là cơ hội duy nhất hay gì, nhưng mà ít nhất cho tới thời điểm này nó là một cái cơ hội tốt nhất trong rất nhiều cơ hội đang có ở ngoài đó. Và Linh thấy cái hy vọng gì để cho cái lớp trẻ hiện nay đó. Và chú biết là Linh đang nhắm vào những anh chị trẻ. Đã Linh có cái thông điệp gì về tương lai cho một số mấy anh chị trẻ để nhìn về tương lai, thấy cái hy vọng gì qua cái cơ hội này Linh? Dạ. À, nói về cái mà cái đối với cái người trẻ khi mà nhìn với Nuskin ấy, thì giống như tối nay cháu cũng ngồi với một số bạn ở đây thì cháu mới nói với mọi người như thế này. À, cái độ tuổi mà từ 18 tuổi cho đến 30 tuổi ấy, thì đối với cháu thì cháu chỉ xác định đó là mình đi làm với mục đích đó là để học đó, bởi vì cái khoảng thời gian là từ 18 tuổi cho đến 30 tuổi đó, cái thời điểm mà mình có đầy đủ sức khỏe và cái sự tiếp thu của mình nó một cách tốt nhất, thì chính cái thời điểm này là ở trong Nuskin, thứ nhất là ở đây đã cho mình được một cái là về một sản phẩm tốt, có nghĩa là khi mình bán cho một khách hàng nào mà họ không phản cho mình về cái chất lượng sản phẩm thì có nghĩa là cái sản phẩm nó tốt rồi. Và trong gần 6 tháng qua đó mà cháu bán thì cháu chưa có một khách hàng nào họ phản hồi lại, họ nói rằng là cái sản phẩm Nuskin nó không tốt cả. Có là cháu luôn nó sẵn sàng nói với họ rằng là nếu mà anh dùng á mà anh cảm thấy có một cái điều gì đó nó không tốt với sản phẩm Nuskin thì cứ đưa cho tôi và tôi sẽ hoàn, một là tôi đều còn cho anh một cái sản phẩm khác, hai là tôi sẵn sàng tôi trả sản phẩm cho anh và tôi trả tiền cho anh. Nhưng cháu chờ cái điều đó trong 6 tháng qua để có một cái phản hồi đó, nhưng vẫn chưa có một cái phản hồi nào của khách hàng để họ trả lại sản phẩm của mình. Thì đó là cháu, và chính trải nghiệm của cháu là cháu thấy cái điều đó. Cái thứ hai nữa là mẹ của cháu bị bệnh và mẹ cháu uống còn đã hết từ cái bệnh, từ cái việc mà uống những sản phẩm của Nuskin. Đó là hai cái cháu thấy rất rõ. Và cái thứ ba đó là ở bản thân mình, thì về cái chất lượng, và quan trọng là khi mà kinh doanh đó là về chất lượng của sản phẩm, và cái sản phẩm đã ok rồi. Cái thứ hai đó là một cái đó là về cái độ nhóm, là nếu mà bây giờ mình đi ra ngoài để mình học kiến thức về kinh doanh này, rồi mình học về xây dựng team, cách làm việc team, rồi mình học từ những cái người thành công, thì ở bên ngoài mình sẽ phải tốn rất nhiều chi phí, và mình để tốn chi phí nó chưa nói, cái việc mà mình được học, được người ta chỉ hướng dẫn cho mình một cách tận tình, từng bước, giống như một người coach, giống như một người huấn luyện viên, thì đó là một điều sẽ rất khó. Và ở Nuskin thì có rất nhiều người mà từ cả đội nhóm mình rồi cả những đội nhóm ngoài. Đó là cái việc mà mình học, đó là chỉ có là mình có đủ sức để mình học hay không. Đó là cái thứ hai. Là và đối với một người trẻ, cái quan trọng đó là bắt đầu cái việc học. Mình làm để mục đích để học, thì lúc đó khi mà mình có kiến thức, mình có kỹ năng, mình có kinh nghiệm rồi, thì cái việc thành công, điều tất yếu nó sẽ đến với mình. Và cái thứ ba đó là gì? Đối với một người trẻ là chúng ta cần phải bước ra về thế giới. Không chỉ chúng ta bị gói gọn ở tại Việt Nam được, mà chúng ta phải vươn ra về thế giới. Đi ra thế giới có thể là những số tiền mà chúng ta kiếm được trong thời điểm này, chúng ta đi sang nước ngoài, chúng ta học, chúng ta làm việc. Và khi chúng ta làm đó và chúng ta lại có tiền và chúng ta sống và chúng ta đến một nơi mới, chúng ta lại có một cái trải nghiệm mới, một cái góc nhìn mới, thì chính những điều đó sẽ giúp cho chúng ta phát triển tốt hơn. Và Nuskin lại là một cái công cụ, là một cái phương tiện giúp cho mình đi ra về thế giới. Ví dụ như mình đi sang Singapore chẳng hạn, hay mình đi sang Malaysia, mình đi Thái Lan, và mình đi sang một cái đất nước nào đó mà chúng ta muốn. Và ở Nuskin hiện nay thì có 54 nước rồi, thì mình đến một trong 54 nước đó, mình làm việc tại đó, mình học tập tại đó và mình phát triển tại đó, thì đó cũng là một cơ hội. Mình vừa có tài chính và mình vừa có một cơ hội trải nghiệm tại một đất nước mới, thì không có gì nó tốt hơn, đó là cái Nuskin, vừa giúp cho mình học, vừa giúp cho mình vừa đi du lịch, vừa phát triển, vừa mở mang đó. Thì chỉ cần ba cái lý do đó thôi là cũng đủ để chúng ta cần phải dấn thân với Nuskin. Và phương tiện về internet chúng ta cũng đã có,
con người huấn luyện chúng ta cũng đã có, sản phẩm tốt cũng đã có, tức là mọi thứ bây giờ đều có rồi, chỉ còn nữa một cái duy nhất nữa, đó là cái sự kiên định của mình, sự quyết tâm của mình, sự nỗ lực của mình có cam kết với cái công việc này hay không. Còn nếu mà chúng ta đã cam kết, đã quyết tâm thì một tháng mà mỗi ngày làm 10 tiếng mà không thành công thì đó mới là chuyện lạ. À, thì đó là cái mà cháu thấy với Nuskin và cháu cũng truyền lại đến tất cả anh em trong đội nhóm của mình đấy, là chúng ta hãy xem ở Việt Nam đó chỉ là một thao trường mà thôi. Còn cái mà chúng ta cần vươn tới đó là chúng ta cần phải nhìn ra về cơ hội ở trên thế giới. Bởi vì Nuskin đóng cơ hội nó rất lớn thì không có lý do gì chúng ta không vươn tầm ra về thế giới. Chúng ta không có lý do gì để chúng ta phải giới hạn chính bản thân mình cả. À, thì đó là cái mà cháu luôn tâm huyết với Nuskin mình. À, ok, cảm ơn Linh. Mình cũng mượn cái diễn đàn chia sẻ đó là nếu mấy anh chị thấy rõ cái cơ hội của mình phía trước như thế nào, chắc mình ngủ ngon mới là chuyện lạ lắm. Và mình nếu mà mình ngủ ngon là mình có vấn đề. Tại vì mình, nếu mà chị thấy chuyện gì xảy ra tương lai mấy anh chị ở đây rất lớn, và giống như là Linh cũng nói, nó tùy theo cái ước mơ và cái nỗ lực của mỗi cá nhân. Thay vì anh Linh anh phải mày mò ở những cái môi trường trong casino để tìm cái con đường của mình, không thấy đúng môi trường là mình phải thay đổi mình vậy ha. Thì đây là cái cơ hội nó đã có sẵn, mọi thứ đã có sẵn mình, nó chỉ còn một cái câu trả lời cuối cùng đó là chính bản thân mình thôi. Thành ra chú muốn Phương đúc kết cái buổi hôm nay chút xíu. Phương hay Phương mở thử cái micro, Phương mở thử cái micro với webcam, ok Phương? Không có nhiều khi tối quá. Ok Phương, chúng muốn dành cái sự đúc kết của hôm nay đó để cho Phương có thể nhìn rõ hơn về cái tiềm năng đó, đồng thời tiềm năng của Nuskin và đồng thời tiềm năng ở những người trẻ và những người mà cháu của Linh và Nam đang làm hiện nay. Rất là cảm ơn Judin, rất là vinh dự được chú Linh cho một vài phút để chia sẻ với các anh chị một vài những cái thông điệp cuối. Thì cháu nghĩ là cái cơ hội đầu tiên là dành cho người trẻ, thì giống như Linh đã nói, và thật ra đây là cái thông điệp mà trong vòng khoảng một tháng vừa qua thì cháu chia sẻ rất là nhiều, đó là ở ngoài cái việc đồng hành cùng với lại Nuskin và bọn cháu dùng mạng xã hội rất là mạnh đó, thì cháu cũng có một cái ví dụ là bởi vì cháu có một cái nghề tay trái là cháu hay đi phiên dịch, và bởi vì mình thuộc hạng phiên dịch có ở thành phố thì cháu cũng thường xuyên đi phiên dịch cho những cái diễn đàn về kinh tế, và mọi người nói rất là nhiều về cái xu hướng kinh doanh, cái xu hướng tiêu dùng và cái xu hướng phát triển về công nghệ của thế giới mình trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Và thường là cháu được tiếp cận với những cái nghiên cứu cũng như là những cái số liệu từ những cái công ty, những cái thị trường hàng đầu của nước ngoài ở tại Việt Nam. Thì cái mà cháu nhìn thấy đó là những cái câu chuyện về phát triển về công nghệ mà chú Đinh cũng đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều lần. Đó là hiện giờ đó thì công nghệ, và không chỉ riêng gì công nghệ thông tin mà mạng Internet, mà công nghệ kỹ thuật nói chung là đều đang phát triển với cái tốc độ là cấp số nhân, đều đang phát triển với cái tốc độ chóng mặt. Và trong vòng, cháu nghĩ là chỉ 3 năm nữa thôi, chỉ 3 đến 5 năm nữa thôi là cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Không có gì nó giống như ngày hôm nay nữa. Khi mà công nghệ in 3D rồi, công nghệ giao hàng và vận chuyển hàng bằng máy bay trực thăng cỡ nhỏ, đúng không ạ, drone ở Mỹ đó, bây giờ người ta bắt đầu áp dụng hết rồi. Có những cái công nghệ mà mình không thể tưởng tượng được là con người mình nghĩ ra thì giờ đây đều đang được áp dụng. Hoặc là bây giờ cái công nghệ mà xe hơi tự lái, giống như chị đi nói, thay đổi hoàn toàn những cái ngành công nghiệp như là ngành bảo hiểm xe hơi sẽ có thể sẽ ra đi nếu như mà xe hơi về sau tự lái, hoặc là người ta hoàn toàn có thể thuê xe từ những cái công ty trung gian như là Uber, không ai phải sở hữu cái gì cả. Cho nên cháu nghĩ là cái thời điểm ngay tại ngày hôm nay đó, không riêng gì cho người trẻ mà cho bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi nào, nếu mà đang mong muốn để tìm kiếm một cái cuộc sống sung túc thực sự, thì ngày hôm nay và ngay tại bây giờ là cái thời điểm duy nhất. Nếu mà chúng ta không hành động nhanh thì trong vòng có 3 năm nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Lúc đó thì cháu e là cơ hội nó cũng không còn ở đây cho mình làm nữa. Và cháu nghĩ là cái nhận thức đó là cái lý do vì sao mà mấy anh em ở trong team tụi cháu cũng như là đương nhiên là tất cả những cái sideline khác rất là cam kết của thị trường Việt Nam và thị trường châu Á mình đó, đều đang tăng tốc và đang chạy hết tốc lực. Tại vì là nếu mà mình không làm trong vòng 1-2 năm nữa, chúng ta không thành team membership, không có thành thành viên 1 triệu, 5 triệu đô, thì 3 năm nữa, 5 năm nữa cuộc chơi nó sẽ thay đổi, và có thể là cánh cửa dành cho chúng ta nó không rộng mở, nó cũng không có công bằng như ngày nay nữa, sân chơi có thể sẽ rất là khác. Đó là cái đầu tiên cháu muốn chia sẻ về cái thời điểm. Cái thông điệp thứ hai nữa, cuối cùng nữa cháu muốn chia sẻ
đó là cái thông điệp về cơ hội Nuskin. Khi mà cháu được tiếp xúc với lại Linh và mình bắt đầu tiếp xúc với rất là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bên ngoài kia, và mình đứng ở một cái vị thế giống như từ trước đến giờ cháu vẫn chia sẻ với mọi người là mấy anh chị em mình làm Nuskin là mình đã có một cái tầm nhìn và cái nhận thức rõ ràng hơn phần lớn mọi người về cái kim tứ đồ, về tiền bạc và thời gian. Tại vì mình nhìn thấy rất là rõ những cái giới hạn về tiền bạc và thời gian của cái việc đi làm thuê, của cái việc tự làm lấy, của cái việc đầu tư, đúng không ạ? Và đó là lý do vì sao mấy anh chị em mình đi làm kinh doanh dựa trên cái sân chơi và cái mô hình MOM để mà mình bứt phá ra được, để mà mình giải phóng bản thân mình khỏi những cái giới hạn về thời gian và tiền bạc đó. Thì khi mà mình đã có cái tầm nhìn rõ ràng và thông suốt hơn mọi người rồi đó, thì mấy anh chị em mình khi đi làm Nuskin cần và nên và phải ở cái thế là chúng ta gần như là những nhà đi tư vấn của doanh nghiệp. Tại vì là mình gặp một người đó, họ đang ở bất kỳ một cái đoạn nào của kim tứ đồ, tiền bạc và thời gian, thì mình cũng sẽ biết rất rõ là họ đang có những một số lợi ích gì, nhưng mà thật ra họ đang đối mặt với những thử thách rất lớn như thế nào. Và bởi vì cháu đã có cái dịp là gặp rất là nhiều những người đang đi khởi nghiệp hoặc đang đi làm kinh doanh trong cái thời gian vừa qua, thì cháu thấy là cuối cùng lại cái công việc kinh doanh đó, cho dù mấy anh chị em mình làm cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng quay lại có hai thứ thôi. Thứ nhất là cái sản phẩm, cái sản phẩm đó nó có thể được nhân rộng, cái nhu cầu cho sản phẩm đó nó sẽ rộng rãi đến mức nào, nó sẽ được lan tỏa rộng rãi đến mức nào, nó sẽ quyết định mọi thứ, nó sẽ quyết định là công việc kinh doanh của mấy anh chị em mình có giúp mình có một cái cơ nghiệp, có một cái tài sản để cho phép mình tự do những đời về sau hay không. Tại vì là nếu mà cái sản phẩm đó không phải là một sản phẩm tiêu dùng, nếu mà không phải là một sản phẩm mà con người ta phải dùng hàng ngày vì một lợi ích to lớn mình thấy được có mắt thường đó, thì rất là khó để chúng ta xây dựng lên một cái cơ nghiệp mà cho phép chúng ta tự do nhiều đời về sau. Và cái điều đó thì khoa học Aesop ở Nuskin mình làm được. Cái thứ nhất là cái sản phẩm, và cái thứ hai thì mọi chuyện nó luôn luôn quay lại, đó là cái cơ chế trả thưởng. Hay là bây giờ bọn cháu đi ra ngoài hay nói cho những người mà chưa có quen với lại MOM đó, người ta hiểu, người ta gần gũi dễ hiểu hơn ấy. Đó là cái cấu trúc về lợi nhuận, cái chiết khấu về lợi nhuận, thì cái cơ chế trả thưởng nào cho phép mấy anh chị em mình được trả thưởng nhiều lần, đúng không? Trên một cái hệ thống mà chúng ta xây dựng trong vòng một vài năm, được trả thưởng nhiều lần, được trả thưởng trọn đời trên một hệ thống mà chúng ta xây dựng nhiều năm, thì không có cái hệ thống nào tuyệt vời hơn là cái hệ thống của MOM. Tại vì là cái hệ thống của franchise thì nó đòi hỏi vốn đầu vào rất cao, và ngay cả khi như thế thì phần lớn mấy anh chị em mình cũng sẽ không có khả năng xây ra được những cái franchise như là McDonald's hay là Starbucks. Cho nên là cái hy vọng còn lại cuối cùng thì những anh chị em mình là những người rất là bình thường, những người rất là bình dị, không phải là những người xuất chúng, nhưng mà mong muốn cuộc sống nó khác biệt đi và nó quy định lên, thì có thể là MOM và cái công ty mà hội tụ đầy đủ những cái yếu tố để cho chúng mình làm công việc này chuyên nghiệp này, uy tín này, và thật sự là cống hiến được nhiều giá trị cho cuộc sống. Thì cháu nghĩ giống như chú đi nói, chúng ta không nói rằng nó là thứ duy nhất, nhưng mà cháu nghĩ là hầu hết mọi người cũng đã nhìn thấy rất nhiều cơ hội khác nhau rồi, và hiện giờ thì Nuskin nó là cơ hội tốt nhất. Đó là những cái chia sẻ của cháu mong muốn để đến mọi người trong hôm nay. Rồi, cảm ơn sự đóng góp của ba bạn trẻ. Chú có rất nhiều hy vọng, và đặc biệt là những cái việc làm của ba anh em trong thời gian vừa qua đó, nó cho rất nhiều hy vọng, không phải là chỉ cho giới trẻ mà ngay cả những cái độ tuổi khác nhau đó. Và chú tin là Nuskin Việt Nam hay là Nuskin Global toàn cầu mình đang đi tìm những nhân tố như là Phương, rồi Tuấn Nam, Lê Chi Linh, và đặc biệt là rất nhiều một số mấy anh chị trẻ khác. Và chú nghĩ là đây là cái thời điểm cũng giống như Nam Phương nói đó, và chính xác nó là như vậy. Mấy anh chị tự cho mình cái cơ hội trong vòng 2-3 năm nữa, và đặc biệt năm 2017 mình nhìn nha. Mấy anh chị nghe nói rất nhiều về năm 2017 từ nhiều năm trước này. Thành ra hôm nay đó là cái thời điểm của tháng 10 năm 2016, mình đang chuẩn bị còn cái tam cá nguyệt, tức là 3 tháng cuối cùng, 90 ngày cuối cùng anh chị nè. Thành ra mình muốn mấy anh chị nè, 90 ngày này không phải là 90 ngày cuối của năm 2016 này, nhưng mà 90 ngày để chuẩn bị cho năm 2017. Và mình mong là một số mấy anh chị ở trong cái tâm thế đó, là cái cơ hội này nó rất lớn vào năm tới, và nó là một cái bệ phóng cho những nhiều cái năm sau mấy anh chị. Và chắc chắn đó, trong vòng 90 ngày tới là cái thời gian quyết liệt để một số mấy anh chị có thể chuẩn bị cho năm 2017 tốt. Thành ra Linh có thể cầm cái camera quét một vòng cho mấy anh em gì rồi mấy anh em sẽ gặp trong thời gian sắp tới nha. Rồi, ok mấy. Con chào
bây giờ nó là đang 10:30 hơn, 10:30 bên Việt Nam, nhưng mà lúc bên em còn làm việc mà chị. Ok, cảm ơn Linh. À, yeah, gặp lại. Làm đến 2 giờ sáng chú ạ. À, vâng. Được rồi. Ok, Linh nha. Chào chú và chào mọi người. Dạ, cảm ơn chị đã tham gia nhiều cái và theo dõi chương trình ngày hôm nay, và ít nhiều đó mình mong là mấy anh chị rút ra được rất nhiều bài học giá trị và những chia sẻ hôm nay của chúng ta. Xin chào tất cả mấy anh chị. Okay, cảm ơn Nam, tất cả mấy anh chị.